Rồi. Rồi, mất tiếng rồi sư không biết là mất từ cái chỗ nào. Nhưng mà cái màn hình á, màn hình là quý vị thấy ha. Đấy, màn hình quý vị thấy ha, tức là bây giờ đó gọi là cái ngũ thú tập cư địa đó, ngũ thú tập cư địa đó thì mở cái Google ra. Mà sư nói đó có một số cái vấn đề quý vị Google quý vị không cần phải hỏi sư. Ừ. Thì cái con số 9 hay con số 6 là sau này là một số vị vị ấy gom lại, vị ấy gom lại và phân tích. Ừ. Rồi. Còn bây giờ sẽ quay lại cái địa ngục, cái cõi địa ngục á. Nó thuần túy dựa vào niềm tin. Và sư bằng vào niềm tin Đức Phật, bằng vào niềm tin chánh pháp, qua những gì Đức Phật truyền đạt lại vẫn còn lưu trữ trong kinh tạng, thì sư tin rằng có địa ngục. Bởi vì sư không có thần thông, muốn thấy địa ngục anh phải có thần thông, còn anh không có thần thông thì anh không thể nào thấy được địa ngục. Đấy, nó giống như là một cái những cái con vi khuẩn ấy, những con virus. Quý vị muốn thấy được là quý vị phải có cái kính hiển vi, rồi quý vị mới đưa lên kính hiển vi quý vị thấy được. Còn không có kính hiển vi thì quý vị không có chi thấy được. Nói như vậy không có nghĩa là nó không có, nó có nhưng mà đòi hỏi phải có điều kiện, đòi hỏi phải có điều kiện đấy. Cũng vậy đó, muốn thấy được cõi địa ngục thì phải có thần thông, còn muốn còn không có thần thông thì hoàn toàn phải dựa vào cái niềm tin, dựa vào niềm tin nơi Đức Phật, hay dựa vào niềm tin nơi Đức Phật. Còn địa ngục ở đâu á, muốn biết nó ở đâu thì một lần nữa thì cũng phải có thần thông. À, còn theo kinh tạng á thì địa ngục nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều. Quý vị có thắc mắc cái này thì sư gợi ý cho quý vị á, nó có hai bản dịch, hai bản dịch. Một á là chú giải người và cõi. À, đây, một á là chú giải người và cõi, đấy gõ trên Google nó ra. Cái thứ hai là chúng sanh và sanh thú. Đấy. Thì nó có hai bản dịch của cùng một cái chú giải ha. Thì quý vị có thể nếu mà có cái gọi là cái tò mò, hứng thú về những cái cảnh giới siêu hình thì có thể đọc chú giải.